Tiếng trống tan học. Cháu chào bác Dương. Chào các cháu. Ôi, chờ cháu quà với. Nhanh lên, nhanh lên. Ai như là thầy Dân vậy? Thầy Dân đó à? Dạ. Chán quá bác ạ. Xe cháu bị dính đinh, mà sáng ra chẳng có chỗ nào sửa xe, nên cháu phải dắt bộ đây. Mệt quá. Thế thầy để đó tôi sửa cho. Bác sửa làm sao được? Tôi sửa xe, vá lớp suốt cho lũ học trò mà. Thầy cứ để xe đó cho tôi. Thầy vào lớp đi, kẻo muộn đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu lên lớp đây. Thầy Dân đó à? Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh chân lên mày, kẻo bị phát hiện. Các cháu cẩn thận nào, ngã gãy tay gãy chân bây giờ. Thôi xong rồi. Nào, bác đỡ các cháu xuống. Các cháu xuống từ từ thôi. Các cháu từ nay không được như vậy nữa, nghe chưa? Hôm nay ông tha, lần tới ông bắt được sẽ báo cô giáo và phụ huynh đó. Dạ, vâng ạ. Thôi, vào lớp đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Em chào thầy. Ừ, chào các em. Mấy đứa lại vượt tường hả bác? Ừ. Xe của thầy tôi đã sửa xong rồi đó. Nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều nhé. May quá. Không có gì. Xe có vấn đề gì cứ bảo tôi. Nếu sửa được tôi sẽ sửa cho. Chắc cháu chỉ làm hết tháng này rồi xin nghỉ bác ạ. Sao thế? Cháu chuyển trường à? Không đâu bác ạ. Cháu định xin làm một công việc khác. Làm giáo viên, ngày nào cũng lên lớp, ngần ấy bài, ngần ấy kiến thức, đến cả thuộc lòng. Nhiều khi cháu thấy thật đơn điệu tẻ nhạt. Tôi thì nghĩ nghề nào cũng có cái hay của nó chứ. Thầy đợi tôi. Tôi ra mở cổng cho họ đã. Tại sao bác có thể làm cái công việc này suốt mấy chục năm được nhỉ? Bác có yêu thích công việc này không? Tôi yêu công việc của mình. Mở cửa, đóng cửa, mỉm cười chào mọi người. Bác thực sự yêu thích nó. Vì sao? Vì nhờ công việc này mà tôi lại cống hiến cho đất nước của mình. Bác cống hiến cho đất nước bằng cách mở cổng trường và đóng cổng trường mỗi ngày sao? Đúng vậy đó thầy à. Thầy nghĩ xem, đó là công việc để tôi có thu nhập ổn định suốt nhiều năm qua. Bằng số tiền đó, tôi có thể gửi cho vợ con ở quê, giúp họ đủ tiêu và sống hạnh phúc. Cháu thấy đó là bác cống hiến vì gia đình đó chứ. Việc bảo vệ ngôi trường là tôi đã góp phần bảo vệ tài sản quốc gia. Mỗi lần mở cửa chào đón những học sinh, mỉm cười với chúng, tôi tin việc làm đó cũng khiến cho lũ trẻ bước vào lớp học với tâm lý thoải mái hơn. Vì vậy, chúng sẽ học tốt hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn rồi. Như vậy, chẳng phải tôi đã cống hiến cho đất nước rồi sao? Bác Trương, cháu thật sự khâm phục bác. Tôi yêu công việc của mình, tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy thôi. Bác có biết những lời bác nói đã giúp cháu lấy lại tinh thần như thế nào không? Cháu nhận ra công việc nhàm chán hay thú vị phụ thuộc ở cách nhìn của mỗi người. Cháu xin chiếc xe nhé. Cảm ơn bác nhiều.
Bác Trương, cháu nghĩ kỹ rồi bác ạ. Cháu sẽ tiếp tục đứng trên bục giảng và sẽ giảng dạy tốt hơn, đào tạo cho nhiều học sinh giỏi ngoan, có tri thức, phục vụ tốt cho xã hội. Mời túi uống nước chè. Chúc mừng Tân Lan. Cảm ơn. Mời vào, mời vào. Cảm ơn. Mời anh dùng bữa cùng mọi người. Tôi phải ra ngoài tiếp khách, không ngồi cùng anh được rồi. Thông cảm cho tôi nha. Ôi dào, sao lại khách sáo thế? Tôi hiểu mà. Này anh bạn, anh mau ngồi xuống ăn đi, chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi đó. À vâng, xin lỗi mọi người. Để mọi người chờ lâu thật ngại quá. Tôi kính các vị một ly để chuộc lỗi ạ. Ôi dào, lỗi làm gì, đồ ăn nguội cả rồi, ăn đi thôi. Bác ấy không cho tôi chuộc lỗi thì chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc Tân Lan. Chúc mừng hạnh phúc. Chà, cổ cưới có khác, ngon đáo để. Mọi người ăn xong từ lúc nào thế nhỉ? Thôi kệ, ra bàn làm chén nước tráng miệng đã. Còn 2 canh giờ nữa là có thể rước Tân Nương về rồi. Chúc mừng anh một lần nữa nha. Cảm ơn anh, hôm nay không tiếp đón được anh, thật ngại quá. Không có gì mà. Thôi, anh cứ đi tiếp khách đi, tôi ra bàn uống chén trà đã. Ừ, thông cảm nha. Cổ ngon mà hoa quả cũng ngon nữa. Chà, ngon thế này mà không ăn thì phí quá. No quá, không ăn nổi nữa rồi. Ôi, cái gì thế? Cái anh này sao lại rót nước trà vào túi áo tôi? Có gì đâu anh bạn, tôi thấy cái túi của anh ăn nhiều quá mà lại đang khát khô miệng, nên tôi mời nó uống tí nước chè thôi. Chiếc bút mới. Hôm nay con được 10 điểm toán. Con trai ba giỏi lắm, ba sẽ thưởng cho con một món quà. Con thích gì nào? Thật ạ? Con thích một chiếc bút máy mới, được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Mấy hôm nữa ba lên thành phố giao hàng, sẽ mua cho con. Lên thành phố ạ? Cho con đi với, con chưa được vào thành phố lần nào. Được rồi, nhưng con phải ngoan và chăm học đấy nhé. Dạ. Con chờ ở đây nhé, ba vào một lát sẽ ra ngay. Vâng ạ. Thành phố thật là vui, chỗ nào cũng nhiều người, lại toàn những cửa hàng vừa to vừa đẹp nữa chứ. Nào, bây giờ chúng ta đi mua bút máy cho con nhé, thích quá. Con thích cái này. Của cháu đây. Cảm ơn ba, con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Con ở ngoài chờ ba nhé. Dạ. Ồ, có thằng nhà quê từ đâu đến này? Ăn mặc thì bẩn thỉu, trông thật là ngố. Sao các bạn lại nói thế? Mình... Các bạn ư? Mày lấy đâu ra cái bút đẹp thế này? Ăn trộm ở đâu hả? Phải đấy, chứ nhà quê như nó thì lấy đâu ra? Xem này. Của tôi, trả cho tôi. Đấy, trả mày đấy, đồ nhà quê.
Minh ơi, ba mua bánh này. Con sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Con ba ơi, cây bút máy của con bị bọn học sinh thành phố làm vỡ nắp rồi. Bọn nó là đồ xấu xa, chúng bảo con là đồ nhà quê, bẩn thỉu, làm sao có được cây bút máy đẹp thế này. Rồi chúng cướp và ném bút của con đi. Để ba xem nào. Con ghét bọn nó, con sẽ không thèm vào thành phố nữa. Thành phố toàn người xấu thôi. Con nghĩ vậy sao? Ở đâu cũng có người xấu người tốt con trai à. Mà trong cuộc sống, nhiều khi ta gặp phải những người xấu, gây cho ta những hành động không đẹp, ta cảm thấy căm ghét và hay khó chịu với họ. Nhưng con cứ nghĩ mà xem, sự căm ghét, tức giận ấy chỉ làm chúng ta mệt mỏi, chứ không bao giờ ảnh hưởng gì đến người xấu ấy. Nó cũng giống như mình tự uống thuốc độc, rồi ngồi chờ người mình ghét sẽ bị đau bụng vậy. Đừng làm cho cuộc sống của mình thành như thế con ạ. Con hiểu rồi chứ. Còn cái bút, hôm nào ba sẽ mua cho con cái khác. Con hiểu rồi, cảm ơn ba. Cái bút vẫn còn viết được, không cần mua cái khác đâu ạ. Con thật biết thương ba mẹ. Lòng tự trọng. Anh ơi, mua giùm em tấm vé số đi ạ. Chắc định giả bộ nghèo khổ để mình giúp đây mà. Đi chỗ khác mà bán, anh không có tiền đâu. Em cảm ơn anh. Tiền ăn còn chẳng có, đi chỗ khác mà bán. Cậu bé bán vé số, lại đây. Anh muốn mua vé số à? Thế em học. Trả ơn. Cha, phải cố mà ra sông, chẳng nhẽ chết khô ở đây sao? Trời ơi, quay lại hồ cũng không được nữa rồi. Mình không thể bò nổi nữa. Anh lợn béo, cứu tôi với. Hả, cá sấu? Có chuyện gì thế? Anh làm ơn cứu tôi với. Tôi mệt quá. Trời thì nắng, nước dưới hồ bỗng rảy. Rồi tôi định lên đây tránh nắng, rồi tìm đường ra sông. Nhưng đến đây thì mệt quá rồi. Anh làm ơn đưa giúp tôi ra sông với. Tôi không thể lết nổi nữa rồi. Tôi xin đền đáp xứng đáng. Tôi xin anh đấy. Thôi được.
chơi rồi. Xuống dưới này tha hồ mà tắm mát. Anh cá sấu nhé. Lại đây nào. Tôi chỉ xin anh một chân thôi. À, ngon ngọt nhờ ta kéo để tránh nắng. Giờ lại định trả ơn bằng cách ăn thịt ta à? Một chân thôi, đó là tôi biết ơn anh rồi. Nếu không, tôi làm gọn anh cơ. Dừng lại. Có chuyện gì ồn ào thế? À, chuyện là thế này. Anh làm ơn cứu tôi với. Tôi tự bò được đến đây đấy chứ, có nhờ vả gì anh ta đâu. Ra là vậy. Được, ta sẽ giữ chú lợn này lại cho anh ăn thịt. Nhưng cá sấu này, tôi không tin anh có thể bò xa như thế. Nếu anh bò trở lại được tới chỗ cũ rồi trở lại đây, thì lợn béo này nhất định là của anh. Lúc đó anh tha hồ muốn làm gì thì làm. Ồ, chuyện đó có gì là khó. Để tôi bò lại chỗ cũ cho anh gấu xem. Mệt quá, mệt quá. Bây giờ anh có tình nguyện lôi giúp cá sấu xuống hồ nước hoặc xuống sông nữa không? Không bao giờ. Giờ thì để cho kẻ tàn nhẫn này nằm yên đó dưới nắng cho đến chết khô đi. Cảm ơn bác đã cứu mạng. Một lần nữa, cảm ơn bác gấu. Trời ơi, ai cứu tôi với? Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.